Hiện nay anh chị và em Tuấn đang có mặt trên con đường 35m. Hôm nay anh chị và em Tuấn cùng đi khảo sát một lô thuộc dự án HUD nằm ở mặt sau đường 35m, khu vực rất là đông khu dân cư thuộc nhóm 4 của dự án HUD. Anh chị và em Tuấn hôm nay cùng khảo sát nhé. Dạ. Phía trước mắt quý cô bác anh chị đó là khu vực vườn xuân và khu vực 32 căn biệt thự rất là lớn tại khu vực dự án HUD. Khu vực này là tập trung đông dân cư nhất của dự án HUD. Dạ, tập trung rất là nhiều nhà giàu, người trẻ con về đây. Và lô đất chúng ta hôm nay là trước mắt chúng quý anh chị đó là diện tích là 150m², ngang 6, dài 2m. Khu vực đông dân cư, nhà dân đã hiện hữu rồi. Đấy. Khu vực biệt thự rất là gần chúng ta. 32 căn biệt thự. Và điều đặc biệt nữa, chúng ta chỉ cách đường 35m khoảng 50m thôi là chúng ta đã ra đến đường 35m rồi. Con đường kết nối giữa dự án HUD và dự án xây dựng Hà Nội nằm trên trục đường 12m thuộc dự án HUD. Lô đất chúng ta đây rất là vuông vức, ngang 6, dài sâu vào trong là 2m. Anh chủ đang cần tiền gấp nên bán với mức giá chỉ hơn 8 triệu thôi. Anh chị quan tâm liên hệ với em Tuấn qua số điện thoại 0374 516 390. Em Tuấn sẽ dẫn anh chị đi xem trực tiếp ạ. Dạ. Rất là cảm ơn quý anh chị đã luôn theo dõi, đồng hành cùng kênh. Em Tuấn còn rất là nhiều nguồn đất từ hơn 800, hơn 900, hơn 1 tỷ, 2 tỷ, 5 tỷ gửi đến quý cô bác anh chị. Anh chị yêu quý nhớ nhấn like và đăng ký kênh để ủng hộ em Tuấn là nhiều video về hạ tầng và những nguồn đầu tư tại đây. Em Tuấn xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý cô bác anh chị ở những video sau ạ. Dạ. Xin chào.